Bật điện lên. Sao? Trên con đường đi tìm đồ chơi. Bobby trên con đường đi tìm đồ chơi. Có cậu giám sát đằng sau, cậu bảo vệ đằng sau. Yên tâm. Rất yên tâm chưa? Yên tâm có cậu đằng sau chưa? Đấy, bật điện lên. Lấy đồ chơi, đúng. Kéo ra. Rất tuyệt vời. Nãy anh gấu vừa bảo anh gấu không cần tìm bốp mang xuống, có khi anh gấu lại thích. Rồi, được rồi, để đây, chín rồi. Gọi anh gấu lên có lấy đồ chơi không? Bảo anh gấu đi. Anh gấu có lấy đồ chơi không? Con để đây nha. Ừ. Nhiều đồ chơi quá nhỉ. Bạn nó thích không? Thích. Ừ. Con này là một xe to. Nhiều đồ chơi quá nhỉ. Nhớ đâu. Anh mới thích con cá thì con này. Để con cá hô anh mới. Xong. Được chưa? Được. Nhiều đồ chơi. Câu cá không có. Mày thử cầm đây. Cái này nó. Đây cậu con. Cầm cái này nó. Rồi. Này nữa. Cà phê nách. Đây vào đây. Để nhấc cao lên. Cà phê nách cậu. Thôi rồi. Ok con ạ. Lấy con mang xưởng hết à. Đây cậu lấy cho. Đây nha. Không. Có gì mình thích cái đấy. Thôi không phải cái xe. Ờ thế thôi. Coi cẩn thận không rơi. Có sợ rơi không? Không sợ. Không thì đưa đây một cái cho cậu. À. Đây đây cậu tí.